Cắm cầu, cắm cầu, cắm cầu. Cả nhà có thấy hai cây cột cờ, một cây màu xanh và một cây màu đỏ không ạ? À? Dạ, có ba người ngồi đây và hai người ở cái vị trí ứng ở cái giỏ này. Nhiệm vụ mình chỉ được ngồi trên giỏ, trên vai của người bạn của mình, chứ không được leo lên đầu người ta ngồi. Sau khi điệu nhau lên lấy được cây cờ này, đưa cho cái bạn mà đứng ở dưới cái giỏ. Các bạn đó nhảy cà tưng cà tưng cà tưng cà tưng về ngay chỗ kia, ghim cái cờ vô. Ai ghim nhiều thắng. Đỏ nhảy qua bên kia, màu xanh nhảy qua bên đây nha. Ví dụ nha, ví dụ ha, Hương ngồi lên người thì chưa lấy tới đúng không, bạn ngồi lên người Hương luôn thì mới vui, hiểu không? Người ta chơi trò chơi tự nhiên leo lên để lấy bằng được thì đâu có được ha. 3, 2, 1 đứng lên rồi ngồi xuống, lẹ nhảy, lẹ nhảy mạnh lên. Nhảy về, nhảy về. Xong ghim cái cờ vô ơi. Xong ghim cái cờ vô. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Rồi leo lên, bên này rồi, leo lên. Đó, ta đi sau mà về trước. Lẹ, lẹ. Anh đội xanh ngồi xuống như đội đỏ nè. Ngồi thòng chân xuống. Ngồi thòng chân xuống. Wow. Wow, lấy lẹ, lấy lẹ. Yeah. Wow. Ê, lấy được rồi đó, lấy được rồi, lẹ đi. Leo lên luôn. Màu xanh leo lên luôn. Yeah. Tại sao cái đội màu xanh không bao giờ chịu cắm cây cờ hết vậy? Trời ơi. Đỏ thắng hay xanh thắng? Đỏ thắng hay xanh thắng? Đội đỏ chiến thắng. Trời ơi. Đội xanh đáng lý là phải đội thắng, tại vì tới trước. Rồi cái tự nhiên bà nhìn cái bụt đó xong rồi đấy. Ta khinh cái bà về. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.